Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, đi đến đâu cũng nghe nói về một cuộc thi hát tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay mang tên Tiếng Hát SBTN. Cuộc thi sẽ chọn ra 3 giọng ca hay nhất trong 3 thể loại nhạc trẻ, nhạc quê hương, bolero và nhạc trữ tình, với giải thưởng là 30.000 Mỹ Kim cho 3 giải. Quý vị đang ở trong nước Việt Nam hoặc ở nơi đâu trên thế giới, quý vị cũng có quyền tham gia vào cuộc thi hát tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay. Vũ Nhân xin được gửi đến quý vị những tâm tình sau đây. Cũng nghe nói về cái chương trình mà STBN Voice này rất là nhiều, cũng có nhiều người bạn họ cũng nói nữa, mà cũng có nhiều người cũng khuyến khích em đi thi, nhưng mà em có hơi sợ một chút. Có sợ cái gì? Dạ em sợ rớt. Rớt. Ok, bây giờ em hát cho anh nghe thử và quý vị khán giả đài truyền hình SBTN nghe thử. Muốn em hát hả? Tiếng hát bay trên hàn phố bần quần, trời trong mưa gió có ai vỗ về, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau có nuôi chút niềm vui ngày đầu. Wow, quá hay. Tôi thấy rằng cái lời đầu tiên đó là giúp cho các thí sinh làm quen được với lại những cái cuộc thi, làm quen được với thi thố tài, cái việc mà thi thố tài năng của mình. Họ sẽ không có cái rụt rè và sợ hãi, dù là có thể họ thành công hay là thất bại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà các bạn trẻ quyết tâm theo đuổi và rèn luyện thì thế nào họ cũng sẽ đạt được những thành công, nếu như họ đã có được cái giọng ca thiên phú của trời cho. Một cái điều rất là đáng khuyến khích, và tôi cũng hy vọng rằng giám khảo sẽ là những cái vị hết sức là công minh để chúng ta có tuyển lựa được những cái gương mặt tài năng và phục vụ cho âm nhạc Việt Nam và phục vụ cho quý khán giả. Vì chúng ta thấy ở hải ngoại này, chúng ta thấy rằng là những cái cơ hội rất là ít, vì chúng ta không có được phổ quát rộng rãi. Nhưng mà đây là cái rất là tốt để cho thế hệ trẻ đạt được tất cả những cái niềm đam mê của họ. Thì rất là hoan nghênh, cũng như cá nhân của chúng tôi cũng sẽ kêu gọi tất cả mọi người, mọi giới, nhất là giới trẻ, để cùng nhau làm những cái công việc văn hóa này, để cho chúng ta tiếp tục duy trì bảo vệ cái truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước Việt Nam. Chúng ta bảo vệ cái dòng nhạc yêu quý, cái mà chúng ta nói từ con tim, nói từ khối óc của những người xa quê hương luôn luôn hướng lòng về đất nước Việt Nam. Đây, chương trình này em thấy có phần thưởng rất là lớn để các em có dịp trổ tài. Và đây là một cuộc thi đầy ý nghĩa và rất tốt để tìm những tài năng cho tương lai và để cho nền âm nhạc của Việt Nam mình luôn luôn thăng tiến và thịnh vượng mãi. Tôi thấy đây là một cái tầm vóc rất là quy mô. Đài truyền hình SBTN đã có cái chương trình phát sóng trên toàn thế giới và nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ. Thì cái việc này là một cái việc mà sẽ kêu gọi cũng như là khuyến khích rất nhiều người trẻ tham gia. Và tre già thì là măng phải mọc, cho nên chúng tôi thấy cái sự này là đã đem lại một cái gương mặt mới, đem lại một cái luồng gió mới cho cái nền âm nhạc Việt. Và đây cũng là một cái cơ hội để cho những người trẻ tài năng có dịp để thi thố và đạt được những cái ước mơ và những cái niềm đam mê của họ đối với âm nhạc. Tôi nghĩ rằng khi các thí sinh đạt được những cái kết quả và đạt được những cái giải cao thì chắc chắn họ sẽ được promote và họ sẽ trở thành những cái ca sĩ tài danh mà như chúng ta hằng mong đợi. Và họ cũng là mong đợi như vậy nữa, vì đó chính là cái niềm ước mơ của họ. Thưa quý vị, cho dù hiện nay quý vị đang ở trong nước Việt Nam hoặc ở nơi đâu trên thế giới, quý vị cũng có quyền tham gia vào cuộc thi tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay mang tên Tiếng Hát SBTN. Nếu quý vị có niềm đam mê, có giọng hát trời cho, chắc chắn SBTN sẽ là nơi chắp cánh đưa tiếng hát của quý vị đến với tất cả mọi người yêu nhạc trên toàn thế giới. Và ngay bây giờ, quý vị nào muốn tham gia, hãy nộp hồ sơ ghi danh tại trang nhà chính thức của cuộc thi sbtnvoice.com hoặc tải đơn về gửi về địa chỉ sbtnvoice@sbtn.tv. Và thưa quý vị, thời hạn chót để ghi danh là ngày 28 tháng 2 năm 2018. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN.